Hello, xin chào tất cả các bạn có mặt khắp nơi trên thế giới. Hôm nay Trần Canh chia sẻ hướng dẫn cách cây bonsai, cây bạch kỷ. Mời cả nhà và các bạn cùng xem. Thưa các bạn, đây là một cây bạch kỷ dáng rừng, cụm rừng nha các bạn. Bây giờ dáng cây như thế này, Trần Canh sẽ cắt cho các bạn xem bonsai cái cụm rừng này. Này là 11 thân nha các bạn, 11 thân. Đó, mời cả nhà và các bạn xem Trần Canh cắt như thế nào. Xin mời.
kẹp cành. Chơi. Hình này coi như không như đấy. Vừa rồi cả nhà và các bạn đã xem Trần Canh hướng dẫn cách kết bonsai cây bạch chỉ cầm rừng. Cảm ơn cả nhà và các bạn đã theo dõi hết video clip. Các bạn thấy nội dung này hay thì hãy like và đăng ký kênh Trần Canh Optical. Đó là cụm rừng nha cả nhà và các bạn. Các bạn thấy cách thấy hấp dẫn không? Theo như Trần Canh cách như thế này là chi rất là đều. Sau khi cây này nứt mầm lên thì chi rất là đều luôn. Tiếp tục mời cả nhà và các bạn xem Trần Canh cách cây thứ hai, song sinh. Cây này là song sinh. Mời cả nhà và các bạn xem Trần Canh cách cây thứ hai nha. Xin mời.
lui ra cho thấy coi là đi ra mình tới. Quay ra đây rồi mình tới. Thưa các bạn, vừa rồi cả nhà và các bạn đã xem Trần Canh làm bonsai, hướng dẫn cách cắt cây bonsai cây bạch chỉ. Trần Canh đã cắt xong 2 cây cả nhà và các bạn, và thấy nội dung này hay thì hãy like, đăng ký kênh Trần Canh Official. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video kế tiếp. Xin bye bye.